Còn đây là cảm nhận cuộc sống đang đứng sát bên trụ điện gió luôn này quý vị, cách trụ điện gió khoảng 4 mét. Thì trụ điện gió này là bự hơn điện gió của Bạc Liêu nha quý vị. Những cái trụ điện gió của Bạc Liêu nhỏ, còn trụ ở Vĩnh Châu thì rất là lớn. Cái trụ này cao chọc trời luôn nè quý vị. Đó, rất là cao, rất là to, cái cánh quạt của nó quá trời bự luôn. Mình đứng kế bên cái trụ điện gió này, mình nhỏ xíu luôn á quý vị. Cách có 3-4 mét thôi. Trụ quá trời bự. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay cảm nhận cuộc sống sẽ cùng cho quý vị đi chạy một vòng tham quan những cánh đồng điện gió của Vĩnh Châu, của Vĩnh Hải Vĩnh Châu. Thì phía trước mặt của mình kìa quý vị, xa xa bên góc tay phải của mình có những cây trụ điện gió. Thì đường nông thôn của Vĩnh Hải Vĩnh Châu rất là yên bình nha quý vị. Thì trước mặt của mình đó là những cánh đồng điện gió của Vĩnh Châu. Ở dưới thì có cái ao nuôi tôm, nuôi sú, nuôi cá. Rất là đẹp nha quý vị. Những cánh quạt quay vòng rất là đẹp. Tựa như những cái trong trống của mình vậy đó. Hồi nhỏ mình chơi vậy đó quý vị. Có những trụ thì nó chưa có quay, còn những trụ thì nó đã hoạt động rồi. Đây là một cái trụ điện gió nè quý vị. Cảm nhận cuộc sống được đến rần. Thì bây giờ ở Vĩnh Châu rất là nhiều điện gió nha quý vị. Nhiều lắm luôn. Một chút xíu nữa mình sẽ đi vô sát trong cái trụ để xem nó lớn như thế nào. Ở dưới thì bà con có trồng rau cải. Đây nè quý vị, đó, cảnh được cuộc sống được lại gần một chút xíu nè.
Nhưng mà cái cánh quạt này nó quay nhẹ nhẹ nè, nó không có quay nhanh lắm, hình như là không có gió hay gì, nó quay rất là nhẹ. Cái cánh bên kia thì quay nhanh, cái trụ điện gió bên kia quay nhanh quá. Còn đây là cảm nhận cuộc sống, đang đứng sát bên trụ điện gió luôn này quý vị. Cách trụ điện gió khoảng 4 mét. Thì trụ điện gió này là bự hơn điện gió của Bạc Liêu nha quý vị. Những cái trụ điện gió của Bạc Liêu nhỏ, còn trụ ở Vĩnh Châu thì rất là lớn. Cái trụ này cao chọc trời luôn nè quý vị. Đó, rất là cao, rất là to. Cái cánh quạt của nó quá trời bự luôn. Mình đứng kế bên cái trụ điện gió này, mình nhỏ xíu luôn á quý vị, cách có 3-4 mét thôi, trụ quá trời bự. Còn bên kia là cái nhà máy điện đó quý vị, của điện gió luôn đó. Còn đây là cảnh cuộc sống, đang đi trên đường tìm những cánh đồng điện gió của Vĩnh Hải, Vĩnh Châu. Thì con đường rất là đẹp nha quý vị. Bên tay trái của mình đó là những trụ điện gió, những cánh đồng điện gió. Rồi mình bây giờ sẽ quay đầu xe chở ga để đi về Sóc Trăng. Những cánh đồng đẹp quá quý vị ơi. Nhìn xa xa những cái trụ điện gió nhìn giống như là những cái cối xay gió vậy đó quý vị. Rất là đẹp. Kế bên thì có đồng ruộng. Ở đây thì có bà con cắt những cái căn nhà để mà nuôi yến đó quý vị. Những căn nhà nuôi yến cất đồ sộ luôn, cất 4-5 tầng luôn. Cảm nhận cuộc sống thích con đường này, đẹp tuyệt vời, cảnh đồng quê rất là yên bình. Rồi, vậy là cảnh cuộc sống đã cùng với quý vị đi tham quan nhiều cánh đồng điện gió của Vĩnh Châu. Thì bây giờ cảnh cuộc sống sẽ ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu quý vị thấy hay, nhớ like và share giúp cảnh cuộc sống nha. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bây giờ cảnh cuộc sống sẽ đi về Sóc Trăng đây. Bye bye.